Công ty Bing Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là máy khuấy, hay còn gọi là motor khuấy, chuyên dùng trong ngành công nghiệp thực phẩm khuấy các loại chất sệt như là mật ong, mạch nha, tương ớt, tương cà, vân vân. Công suất là 0.37 kW, 0.5 HP, 0.5 ngựa. Lắp với hộp số giảm tốc Cycloid kiểu mặt bích. Bích ra sẽ là mặt bích tròn nha. Đây là tem. Điện 3 pha 380. Thì quý khách cũng có thể sử dụng motor 1 pha nha. Đây, đây sẽ là motor 1 pha. Điện 3 pha hoặc 1 pha thì tùy nhu cầu sử dụng thôi. Ưu điểm của loại này là cánh khuấy và phần trục khuấy đều được làm bằng inox đặc 704 nha. Chống ăn mòn cực kỳ tốt nên cũng có thể sử dụng trong ngành công nghiệp hóa chất. Các chất có tính ăn mòn cao. Về đường kính cánh thì quý khách có thể lựa chọn đường kính 228mm hoặc là 300mm. Thì quý khách cần cánh to hay nhỏ thì liên hệ nha. Về chiều dài trục có thể sử dụng trục 1m, 1m rưỡi, 2m. Có thể lắp đặt một tầng cánh nè hoặc hai tầng cánh, và cũng có thể sử dụng 3 tầng cánh nếu có nhu cầu. Đây là phần khớp khuấy nè. Bích ra sẽ là bích tròn. Tốc độ ở đây đang là tốc độ motor 4 cực nha. Còn quý khách cần tốc độ chậm hơn thì có thể sử dụng loại motor 6 cực. Thì tốc độ nó sẽ chậm hơn nữa. Đây là hình ảnh kho xưởng.